Xin chào các bạn. Hôm nay Adbiker sẽ lên một cái thùng C30NT. Cái này là thùng mà mới á, nên nó nhìn nó cũng cute lắm, mà cũng có góc cạnh cũng rất là đẹp. Cái này đa số thấy các chị em hay dùng này. Nó cũng vừa gọn vừa phải thôi. Mở ra cho các bạn xem. Với dòng xe Yamaha Janus thì các bạn sẽ bắt thẳng cái đế vào chỗ cái tay chắc, làm sao mà không có bị vướng cái yên. Thì như đây thì bên mình là lắp sẵn rồi, sẽ khoan 4 cái lỗ vào đó thì cùng tương đối là chắc chắn. Còn muốn chắc chắn hơn nữa thì mình có thể sử dụng một cái bộ bát sẽ chế thêm vô, nhưng mà bản này thì không cần. Xe Yamaha Janus á thì mình sẽ sử dụng cả cái thùng bé bé này này. Mình vừa quay qua cho các bạn xem đó. Nó tầm khoảng cỡ dưới 32 lít thôi. Mình thấy nó phù hợp. Như trong hình á thì cái thùng 30 lít này đang quay khá là ok. Đủ để tờ giấy A4 đấy. Là cũng ok rồi. Đó, sau khi hoàn thiện thì chỉ cần lắp vào thế thôi. Khóa dọc cái chìa khóa rồi rút ra là được. Mình cũng rất là đơn giản. Các bạn cần thùng cho xe Yamaha Janus thì liên hệ bên shop nhé. Bên shop là Adbiker.